Xin chào các em. Trong cái lần gặp này, nói thật thầy có một cái cảm xúc thật là đặc biệt. Cuối cùng thì cái chương trình này cũng kết thúc, còn các em thì chỉ còn có vài ngày nữa là đi thi đại học rồi. Thì nghĩ ở trong cái giai đoạn này thì các em nên chuẩn bị nhiều cái điều mà thầy chút nữa sẽ nói, hơn là mình sẽ làm các cái bài tập hiện tại thầy muốn nói. Thầy biết em đã chuẩn bị quá nhiều thứ và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, cho nên trong cái lần gặp hôm nay á, thì chủ yếu là thầy muốn gửi gắm hay là dặn dò em một số điều là chính thôi, chứ không phải cái nội dung mà hôm nay muốn nói. Thực ra mà nói thi hóa chắc cũng không có gì khó khăn lắm đâu em. Thì trong cái quá trình hôm nay thì kết hợp ôn tập, rồi chút nữa thầy sẽ gợi ý thêm cho em ha. Trước tiên á, là thầy muốn gợi ý một cái vấn đề mà thầy biết là hồi cái năm 11 á, các em ít có khai thác tốt á, cho nên bỏ quên. Thầy tranh thủ thầy nhắc cái chỗ đó trước, rồi còn cái gì mà cần dặn dò em chút nữa thầy gợi ý. Trước tiên là cái điều kiện tồn tại rượu, mình nghe nó quen quen đó em nghe. Tức là cần phải lưu ý hai cái điểm này nè. Khi gặp rượu á, thì em nhớ cái mỗi carbon á, nó chỉ gắn tối đa có một OH thôi. Cái điều hai á, là cái nhóm OH nó chỉ gắn trên cái xenon thôi. Mà cái mục đích nói cái chỗ này á, là để mình sử dụng cho cái chỗ đi tìm công thức á. Thì em nhớ cái số OH luôn luôn nó phải nhỏ hoặc bằng số xenon. Là tại hai cái điều mới nói ở trên á, mình tổng kết được. Và cái này mình hiểu đó là cái mối liên hệ số C, số O. Để khi mà người ta cho mình cái rượu mà mình thấy số C mà cần tìm số O thì mình nghĩ tới cái chỗ này liền. Một cái muốn nói, cái mà thầy sử dụng cho em ở đây liền đó là khi mà mình gặp cái câu như thế này nè, mà không chuẩn bị trước mình giải lâu lắm. Thì ở đây thầy muốn nhắc với thầy bổ sung cho cái cách giải nhanh. Trước tiên là thầy nhắc cái cách giải, muốn hỏi cái số đồng phân phải đi tìm ít. Như vậy thì tìm như thế nào? Thì mình phải dựa trên cái điều kiện tồn tại rượu. Tại đang nói là rượu mà thấy được số C mà chưa biết số O thì mình sử dụng cái chỗ này đi. Như vậy thì mình phải tiến hành tìm cái số xenon. Mà muốn tìm số xenon thì trước tiên mình tính tổng số bi. Tại cái chuyện no hay không là nó phụ thuộc số bi. Do đó cái chỗ này mình tính liền cái số bi và mình thấy bằng không. Hỏi sao biết? Mình nói cách tính bi em cần nhớ là cái oxy nó không có phụ thuộc số bi, mình bỏ ô ra ngoài luôn, vậy nó giống roban cho nên nó không có bi. Mà nó không có bi thì tất cả các C đều no hết, cho nên mình có 3 C no. Mà cái số nhóm OH thì nó nhỏ hoặc bằng số C no, dẫn tới cái số O nhỏ hoặc bằng số C no, tức ở đây X sẽ nhỏ hoặc bằng 3. Mà khi X nhỏ hoặc bằng 3 thì X có 3 giá trị 1, 2, 3. Vậy thì ta phải xem coi khi x bằng 1 mình có mấy cấu tạo tương tự cho tới 3 luôn. Thì khi x bằng 1 thì cái công thức của mình là C3H8O. Thì đến đây thầy muốn nói cái chỗ này nè. Em nghe thầy tổng kết nè, đừng có làm gì hết, em nghe cái nó nhớ luôn nè. Đối với cái rượu đơn no, muốn có đồng phân thì bắt đầu từ C3. Rồi cái mình chuẩn bị thêm cái C4, C5. Mà nó có quy luật dễ nhớ lắm. Cái C3 thì nó có hai đồng phân chất rượu. Khi mà lên C4 tức là C4H10O mà rượu á, thì mình sử dụng một cái hiệu ứng đặc biệt là mình nhân đôi lên. Vậy C3H8O có hai đồng phân rượu thì C4H10O mình lấy 2 nhân 2 ra 4. Tương tự cái lên cái C5 cái mình lấy 4 nhân 2 cái nó ra 8. Em hiểu ý thầy muốn nói ha. Còn tại sao có hai thì gợi ý. Cái mạch carbon 3C thì nó cố định có mạch thôi. Cái chất rượu mình gắn lên cái C này, gắn trực tiếp luôn ha. Thì đây là cái đồng phân cần tìm của C3H8O. Như vậy tóm lại, đối với cái rượu mà C3H8O mình có hai cái cấu tạo mà nãy thì vẽ tóm tắt đó, còn cái này mình khai triển chi tiết. Tương tự X bằng 2 thì mình có công thức C3H8O2. À, như vậy hỏi có mấy cấu tạo, mình nói có hai hồi nãy giờ nói đó. Thì có hai OH, mình đặt một cái OH lên ở cái C tùy ý,
cái còn lại tạo ra đồng phân thì nó gắn lên hai cái chỗ này, cho nên mình có tổng cộng hai rượu nữa mà thầy ghi để em thấy. OH đầu tiên ghi đây, cái thứ hai thì đặt lên đây, và tương tự cái cuối cùng nó là thế này. Như vậy hiện giờ mình thấy được 4. Tới đây mà muốn tìm đáp số thì đâu có cần làm nữa, nhưng thầy muốn ghi hoàn chỉnh cho em luôn. Như vậy hai cái x1, x2 thì mình có hai cái cấu tạo cho mỗi công thức phân tử rồi đó. Cái cuối cùng nó có 3 ô mà có 3 C, cho nên nó có một cấu tạo duy nhất thôi, đó là glycerol. Do đó cuối cùng cần tóm lại cái chỗ này có 5 đồng phân thôi. Giải như vậy là dở đây, cho nên em nghe thầy gợi ý nè. Mai mốt mà em thấy C3H8OX hỏi có mấy đồng phân chiếc rượu thì em nói liền là trước tiên nếu hỏi ít bằng mấy thì mình nói hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3. Còn hỏi mấy đồng phân mình nói 5 đồng phân rồi. Để khi mà mình gặp cái câu hỏi mà xuất phát á, là nó không phải như đang thấy là C3H8OX, mà cái quá trình mình giải cái giữa chừng cái mình thấy nó mình thôi giải luôn, mình không phải giải nữa. Thì những cái chuẩn bị đó nó cũng tương tự cái chuẩn bị sau đây mà thầy muốn tổng kết cho em. Chẳng hạn như mỗi khi mà đốt cái chất hữu cơ mà em chỉ cần thấy được cái gợi ý cái mol CO2 sinh ra đúng bằng mol oxy thì em đừng có giải nữa, em nói liền thế này. Vậy cái công thức tổng quát của cái chất đó đó có dạng là CX rồi H2O rách lần, mà cái đó tương đương là lưu xích luôn. Thì ý thầy muốn nói những cái chuẩn bị đó rất là quan trọng, thì ở những cái ngày cuối cùng này thầy nghĩ em cũng đừng có phải dành thời giờ để làm nhiều bài tập nữa, mà em ngồi lại em tổng kết, mà không phải tổng kết theo cái kiểu mà giấy bút gì nữa, em ngồi lại cái em mới tổng kết ở trong đây nè. Chẳng hạn như em liệt kê ra những cái vấn đề cần học mà thầy nói cho em dễ hiểu, ví dụ như bây giờ em muốn ôn tập cái phần phản ứng của kim loại thì em sẽ nói kim loại tác dụng axit. Cái trước tiên em nói cái công thức để trả lời câu hỏi giáo khoa là công thức phản ứng thì nó có bao nhiêu công thức nó diễn ra như thế nào. Cái sau đó em nói công thức định lượng, ví dụ công thức định lượng thì có những cái điều gì cần nhớ, chẳng hạn như kim loại gặp H cộng sinh hydro thì khi định lượng ta chỉ cần nhớ 3 điều. Thứ nhất là cái mol H cộng phản ứng bằng 2 lần mol hydro. Thứ hai, mol H cộng phản ứng luôn luôn bằng mol kim loại phản ứng nhân hóa trị. Và một cái thường xuyên sử dụng đó là mol kim loại phản ứng nhân hóa trị bằng 2 lần mol hydro. Thì trên tinh thần đó em hãy ngồi tổng kết, tổng kết. Khi em tổng kết cái tự nhiên em biết cái chỗ nào bị quên liền, nó quên cái nó xuất hiện liền, em bổ sung cái chỗ đó thì thầy nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn là em giải trực tiếp từng bài tập, vì mình đâu có còn nhiều giờ để làm điều đó. Một cái điều mà em nghe thầy thường xuyên nói, hóa học cũng dễ chịu lắm, cấu trúc đề có sẵn, em cứ ôn theo trật tự đó, đừng chừa gì lại hết. Rồi cái em xem cái nội dung nằm trên đề thi, cái em chỉ cần nhìn cái câu đó cái em nói giải dày nè thì coi như cái câu đó đã thông. Còn mà nhìn vô không biết giải thì ráng xem lại giải để rút kinh nghiệm. Thì thầy nghĩ những cái ngày cuối thì ta nên làm những cái điều đó. Còn làm gì nữa thì chút nữa thầy sẽ gợi ý thêm. Còn bây giờ thì mình thêm một cái ứng dụng nữa. Cái ứng dụng đó là sau đây. Nó đốt cái rượu E mà có CO2 nước sinh ra thế này. Trước khi giải câu này thì thầy muốn tổng kết thêm một cái ý nữa. Khi em thấy cái kiểu bài mà đốt chất hữu cơ á, thì mình thật là kỷ luật khi sử dụng công thức là có thể tới đáp số rất là nhanh. Ý nói đừng ghi phản ứng, hãy sử dụng các công thức thầy nhắc. Thứ nhất, khi cần tới mol CO2 em hãy nói nó bằng mol đốt nhân số C. Còn hễ thấy mol nước thì em nói là bằng mol đốt nhân nửa số H. Còn hễ thấy có liên quan tới oxy thì em nói mol oxy phản ứng cách thứ nhất là nói bằng 4 số C cộng số H trừ 2 số O
chia 4 rồi nhân mol đốt, hay là mình chuyển thành cái số số C là X, số H là Y, số O là Z. Cái mình đọc cái câu thần chú này nó dễ nhớ nè. Mình cứ lấy hệ số cân bằng oxy, tức là 4X cộng Y trừ 2Z chia 4 nhân mol đốt. Cái mình khai triển ghép mấy cái công thức có CO2 nước vô thì mình sẽ có luôn mol oxy phản ứng bằng mol CO2 cộng một nửa mol nước trừ cho số oxy chia 2 nhân mol đốt. Thì trên tinh thần thầy muốn em tự kiểm tra lại những cái công thức mà bắt buộc phải nhớ, có bị quên hay không để mình sử dụng. Có thêm một cái hệ quả thế này: khi mà người ta đốt một cái hỗn hợp rượu, máy rượu cũng được, thì em nhớ có ba cái đại lượng liên quan sau đây: lượng đốt, lượng CO2, lượng nước. Lúc ra đề cho hai thì cái còn lại tự biết. Tương tự cũng trong ba đại lượng CO2, oxy, nước chẳng hạn, thì chỉ cần có hai là có còn lại. Hỏi giải như thế nào thì gợi ý nè, em hãy đưa ra cái công thức đại diện rồi sau đó biến đổi khéo léo mấy cái công thức có sẵn, tự nhiên nó tới đáp số thôi. Thì có thể em tham khảo lại một cái câu trên đề thi đại học khối E, có cái bài mà đốt Mgen hỗn hợp rượu sinh ra V lít CO2 với lại A gam nước á. Cái mối liên hệ đó đó, muốn giải cái câu đó em làm cái điều thầy mới nói đó. Thì để khi mà mình đọc cái đề cái mình biết hướng đi rồi, không phải chuẩn bị gì thêm. Và như vậy thầy nghĩ thầy tranh thủ thầy gợi ý những cái chỗ đó nó sẽ hiệu quả hơn, thầy sẽ trực tiếp giải các câu còn lại. Cho nên trong quá trình giảng của cái buổi cuối cùng này thì trên tinh thần thầy muốn nhắc những cái điều đó là chính. Còn bây giờ thầy gợi ý nhanh cái câu hỏi này, cũng trên tinh thần không phải để dễ mà mình nghĩ ra hướng dễ. Em thấy rồi đó, có cái lượng CO2, có cái lượng nước, thì ta biết luôn cứ số C mà chia số H là bằng mol CO2 chia 2 mol nước. Điều đó làm cho ta dự đoán được cái chỗ này sẽ thấy được cái tỷ lệ số C chia số H. Mà khi có được cái tỷ lệ số C chia số H rồi thì tương đương sẽ đi tới cái công thức cuối cùng là công thức nguyên vậy đó. Rồi mình tìm chỉ số công thức nguyên thì coi như lúc đó tự nhiên ta được số C cụ thể, ta được số H cụ thể. Cái chuyện số ô thì nó không liên quan tới CO2 nước, cho nên cũng hy vọng nó sẽ gần với cái chuẩn bị phía trước. Cái chuẩn bị phía trước ví dụ em thấy C3H8OX thì khỏi phải nói gì thêm, tự nhiên sẽ biết ý, tự nhiên sẽ biết số đồng phận. Bây giờ mình thử coi cái dự đoán của mình có đúng như thế không. Thầy sẽ ghi chi tiết để em thấy. Chẳng hạn cái chỗ cái rượu A này nè, khi đốt em thấy có lượng CO2, lượng nước, cho nên mình lợi dụng cái chỗ có rồi, đó là lập cái tỷ lệ mol CO2 mol nước á. Nếu mà bị quên á, thì em nhìn lần cuối cùng đi. Mol CO2 bằng mol đốt nhân số C, mol nước bằng mol đốt nhân nửa số H. Vậy thì tự nhiên mình sẽ có cái điều sau đây liền. Trước tiên em chuyển vế số 2 lên đây, thì lúc đó em lập tỷ lệ cái mol đốt nó tự mắc, thì lúc đó ta có được cái số C chia số H bằng mol CO2 chia 2 mol nước. Cái mình lấy cái bài của mình gắn cái biểu thức này vô, thì lúc đó em gắn số vô, mol CO2 006 còn mol nước thì là 008. Do đó mình làm gọn lại thì nó ra 3 chia 8. Khi có cái tỷ lệ này rồi thì lúc đó ta sẽ nói cái rượu có dạng này. Mà nào á thì mình có cách tìm chỉ số công thức nguyên, thì em cứ dựa trên ba cái chỗ chính sau đây. Chỗ thứ nhất là m lớn, nếu có thì vô cùng dễ, nếu không có bình tĩnh, thế nào đề cũng sẽ gợi ý nói cái gì đó, hãy khai thác tốt cái đó tự nhiên tới nào. Mà nếu không có gợi ý đó luôn là mừng, vì đi từ một chỗ thôi, đó là điều kiện hóa trị. Điều kiện hóa trị em còn nhớ số H lớn số 0 nhỏ hoặc bằng 2 số C cộng 2 nếu có nitơ, cộng số nitơ vô, nếu có halogen thì mình trừ nó ra. Dựa trên đó em sẽ tìm được chỉ số công thức nguyên. Cụ thể làm điều đó thì cái chỗ này nè, mình sẽ thấy được nào bằng 1 thì nó tới cái chỗ C3H8OX. Mà tới đây rồi thì đừng giải nữa, đáp án nhất định là cái chỗ D liền. Em rõ được cái ý muốn nói ha.
đang nói về rượu cho nên C38OX là có 5 đồng phân chất rượu. Thì ra em thấy những cái chuẩn bị đó rất là quan trọng, cho nên những ngày cuối cùng em hãy kiểm soát cho tốt những cái mà thầy nghĩ rất là cần nữa đó, để cái gì mà nó thiếu sót mình bổ sung liền. Còn bây giờ thầy sẽ gợi ý thêm một cái điều nữa trên cái ôn sau đây. Cái ôn này á, là cho mình cái amino acid tác dụng với NaOH, hỏi cái lượng muối tạo thành là bao nhiêu gam. Như em hiểu ý rồi đó, không phải mình giải nữa mà là phải nói cái cách giải. Có một cái phương pháp mà em đã nghe nói, đó là phương pháp liên quan tới chuyện tính toán khối lượng, mà đặc biệt những cái bài mà có lượng trước lượng sau là mình hay nghĩ tới đó, đó là phương pháp tăng giảm khối lượng. Khi mà em thấy các cái nhóm chất quen quen, ví dụ nhóm chất axit hay là cái nhóm amino, thì cái thí nghiệm thường xuyên thấy nếu là nhóm amino thì tác giả sẽ đưa HCl vô. Cái nhóm NH2 này nó cộng gộp HCl vào, do đó khi mà sinh ra mối thì cái mà lớn mối nó sẽ lớn hơn cái mà lớn của cái chất hữu cơ. Hỏi lớn hơn bao nhiêu lần thì do mình cộng gộp HCl vô cho nên nó sẽ lớn hơn 36,5 lần số nhóm NH2. Như vậy thì cái câu này mình có được hướng đi. Cái khối lượng muối cần tính đúng bằng cái khối lượng chất hữu cơ. Tại mình thấy cộng HCl thì sử dụng HCl, còn mà hãy gặp NaOH thì phải nói NaOH. Vậy thì tương tự nếu mà NaOH thì do cái nhóm chất axit nó tác dụng. Cái nhóm chất axit mà nó tác dụng với NaOH thì biến thành muối. Lúc đó cái H nó biến thành natri. H là 1, còn natri là 23. 1 mà qua 23 là lên 22. Cho nên mình biết luôn. Như vậy là cái khối lượng muối á, nó sẽ tăng lên 22 lần mol phản ứng nhân số chất. Hễ một chất là tăng 22, hễ hai chất là hai lần 22, và tương tự nào chất. Tóm lại thầy muốn nói, khi thấy amino acid thì thế nào tác giả cũng sử dụng hai cái thí nghiệm chính mà em mới vừa nghe thầy nói đó, HCl với NaOH, để cho cái gì sử dụng cái đó và nên sử dụng tăng giảm khối lượng. Em hiểu ý thầy muốn nói ha. Em à, em hãy ôn lại giùm thầy cái phần này. Hữu cơ em chỉ cần tập trung ôn thế này, hydro carbon là bắt buộc, kế hydro carbon em ôn dẫn xuất halogen, sau đó em như ôn cái nhóm nguyên tố carbon hydroxy. Carbon hydroxy thì những cái chất rất quan trọng, thứ nhất là rượu em không được bỏ quên, thứ hai là phenol, thứ ba là aldehyde, thứ tư là axit, thứ năm là ester, và có thể cuối cùng em xem lô xích được rồi. Tiếp theo là carbon hydronitơ, thì cái gì liên quan tới amin em phải chịu khó xem, nó cũng rất đơn giản. Cuối cùng thì carbon hydroxynitơ nhất định phải có cái câu liên quan tới nó nằm trên đề thi. Em hãy xem lại cái câu có liên quan tới carbon hydroxynitơ từ ba đề thi rồi. Đó là đề thi khối A 2007. Rồi tương tự đề thi khối A 2008 và 2009, những cái chỗ có carbon hydroxy nitơ. Thì biết cái loại này khi mà ra thi thì cái đặc điểm đề nó cũng rất gần gần với những câu mà các tác giả đã giới thiệu chị em từ các đề thi đó rồi. Cho nên trước thi em hãy xem chỗ đó lại. Còn gì nữa thì thầy sẽ gợi ý tiếp. Còn bây giờ thầy trở lại đây gợi ý cái cách giải câu này một chút. Chẳng hạn như nãy giờ mình nói rồi đó, thì cái chỗ này nếu mà mình ghi phản ứng đó, thì không còn gì để nói. Thì mình sử dụng phản ứng thì mình tính số mol có muối thôi, nhưng mà như thế thì lâu lắm. Cho nên thầy khuyên là mình sử dụng một cái công thức nữa, ít phút nữa thầy mô tả luôn trên này. Đó là cái chuyện mình dùng tăng giảm khối lượng như nãy giờ nói đó. Cái H này biến thành natri đó, cho nên lúc đó cái mol muối sẽ bằng mol chất hữu cơ cộng 22 lần mol phản ứng. Cái mol phản ứng này chính là mol chất hữu cơ.
Do đó cái chỗ này mình thay số vô thì mình thấy được cái đáp số. Cái lúc đó nó sẽ là 3,75 cộng cho 22 lần mol phản ứng, mà ở đây cái chất hữu cơ thì nó tác dụng hết luôn. Do đó ta chỉ cần lấy cái khối lượng là 3,75, ta chia cái M lớn. Mà cái M lớn của cái amino acid đầu tiên mình biết 75 luôn mà. Chia 75, bấm máy thì tự nhiên tới cái đáp số. Đáp số ngay cái chỗ đó. Em hiểu ý thầy muốn nói không? À, như thế thì thầy mượn cái câu này để thầy muốn gợi ý cho em cái chương không được bỏ quên, đó là carbon hydroxy nitơ. Còn bây giờ thầy cũng tranh thủ nói thêm một cái điều nữa sau đây. Cái điều này nằm trên cái đề cao đẳng năm 2009. À, cái đặc điểm đề là một cái giải gồm các chất đều tác dụng được với ancol ethylic. Em thấy không, nhiều khi á, câu hỏi giáo khoa nó cũng quan trọng lắm. Mà nhiều khi mình chỉ học từng bài vô thi cũng chưa dễ nè. Chẳng hạn hỏi cái chất nào, cái giải tức là tất cả các chất liệt kê ra phải tác dụng được với ancol ethylic. Vậy thì trước tiên em phải biết cái phản ứng của ancol ethylic chưa đủ. Em phải biết đặc điểm của từng chất trên đây có tác dụng được hay không nữa. Thì ý thầy muốn nói cái điều này nè. À, chắc là được đó. Tại vì ba cái đề thi thì cái số câu hỏi tương tự như thế này thì đâu có nhiều đâu. Em mới lập tức mở các đề thi rồi liệt kê mấy cái câu hỏi tương tự, em hãy đọc qua hết một lượt coi mình bị vướng cái chỗ nào, bổ sung cái chỗ đó, giống giống như đang làm cái chỗ này. Thầy thử liền cái chuyện mà tác dụng với rượu ethylic em biết rồi đó. Cái tiêu chuẩn để xác định được cũng rất là nhanh. Ví dụ như nhìn vô chỗ B ta thấy natri carbonate thì ta biết nó đâu có bao giờ tác dụng được đâu. Hỏi sao vậy? Do mình đã chuẩn bị trước có khoảng chừng 9 cái phản ứng đặc trưng, thì trong đó có một cái phản ứng chất hữu cơ tác dụng với muối carbonate hay hydrocarbonate. Thì cái phần định tính á, mình nói cái chất nào mà nó có tính axit á, hay nói chung là chỉ có axit hữu cơ á, nó mới tác dụng được. Tại mình đang nói hữu cơ mà, nó mới tác dụng được cái muối carbonate. Rượu đâu có đặc điểm đó đâu, cho nên ít ra khi mình nhìn vô đây nè, mình biết cái chỗ B nó sai. Vậy mình đang giải bằng phương pháp loại trừ. Ancol ethylic thì làm sao mà tác dụng được với NaOH, cho nên mình biết D sai luôn. Như vậy cái phần mà mình tổng kết mấy cái phản đặc trưng, em thấy không, nó vô cùng quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ á, mình vừa nhìn vô mình biết nó phi lý, tại mình đang thường xuyên dùng loại trừ mà. Như vậy hiện giờ là mình biết đáp án không phải B, không phải D. Như vậy là A hay C thì lại nhìn thấy thêm nữa. Ancol ethylic thì làm sao mà tác dụng được với phenol, cho nên chỗ đó sai luôn. Ý nói là không cần phải nhìn hết, chỉ cần thấy có một cái không tác dụng được là đã bỏ nó rồi. Do đó cuối cùng cái câu này rất là đơn giản, có NaOH là sai, có phenol là sai luôn, có cái Na2CO3 sai luôn. Đáp án là chỗ A. Em thấy không, đề thi thật là dễ chịu. Cho nên thầy biết những em nào mà quan tâm tới chuyện thi cử với nỗ lực là cố gắng hết mình thì tự nhiên nó đậu à. À, tất nhiên hai cái môn còn lại cũng phải tương tự nó mới đậu ha. À, còn bây giờ thầy sẽ gợi ý thêm điều nữa. À, cái điều nữa là cái câu sau đây. À, nhiều khi mình bỏ quên nó. À, cái chuyện mà thực hiện phản ứng tráng gương mà định lượng trên nó thì cũng có cách dễ lắm. À, như nãy giờ cũng như cái lần gặp trước thì cũng nói rồi đó. Mình không có giải nữa, thời gian còn ít quá cho nên thầy sẽ nói cách giải.
tiếc là mình không còn được gặp nữa. Thầy nghĩ nếu như mà còn được gặp các em nhiều hơn nữa thì chuẩn bị cho em thật nhiều điều, thì cái chuyện thi thầy biết là chắc là nó sẽ dễ dàng lắm. Riêng cái chỗ này nè em, thầy muốn nói cái điều này nè. Khi mà em thấy cái phản ứng trên gương á, đặt điểm đề mà người ta cho mình cái lượng chất hữu cơ rồi, cái người ta cho mình cái lượng bạc luôn, cái thế nào người ta cũng yêu cầu đi tìm cái công thức à. Thì em nghe thầy nói nè, còn cái chuyện ghi á, chút nữa thầy ghi thật là nhanh em không thấy cũng được nữa. Em nghe thế này nè em, cái loại bài này nè em chỉ cần cầm cái máy tính thôi, em áp dụng cái công thức sau đây. Em lấy khối lượng chất hữu cơ, em đem chia cho 1/2 mol bạc luôn, cái em bấm máy, cái nó ra cái giá trị đó tương đương là M lớn của chất hữu cơ cần tìm. Hỏi tại sao làm điều đó thì em nhớ, thứ nhất là đề thi thì tác giả gần như cho dễ chịu lắm, tức là cái số nhóm CHO có trong chất hữu cơ thường nó hoặc một hoặc hai thôi, mà cái tỷ lệ phản ứng là mol chất hữu cơ, mol bạc luôn luôn có tỷ lệ 1:2, còn nếu nó có hai nhóm là 1:4, cho nên mình nói luôn lúc đó mình tự mặc nhiên cho một nhóm luôn, mình đem chia 1/2 mol bạc, bấm máy cái đó ra M lớn. Nếu như M lớn đó mà nó trùng với cái M lớn của chất hữu cơ có một nhóm CHO thì chỗ đó là đáp án luôn. Còn nếu như mà nó bị kỳ, kỳ tức ý nói cái giá trị đó nó không hợp lý, chẳng hạn như cái số lẻ, tại vì mình biết mà của carbon hydroxy là số chẵn, bấm ví dụ ra 15 hay ra 29 gì đó số lẻ, mình nói nó kỳ, hoặc là nó có giá trị không giống mấy cái mà lớn mình đang tìm, thì hỏi làm gì nữa, nó đừng làm gì nữa hết, em nhân đôi thôi. Hỏi tại sao vậy? Tại vì nếu nó không phải một nhóm thì hai nhóm thôi, mà nếu hai nhóm thì cái mol chất hữu cơ bằng 1/4 mol bạc, mình chia cho 1/2 tương đương mình nhân 2, mình chia cho 1/4 mình tương đương mình nhân 4. Hồi nãy mình nhân 2 rồi, giờ muốn nhân 4 là tương đương mình nhân thêm 2 nữa thôi. Do đó tóm lại, mình lấy khối lượng chất hữu cơ, mình chia 1/2 mol bạc, mình bấm máy ra mà đúng mà của chất một nhóm CO, mình nói chỗ đó là đáp án. Nếu nó không phải vậy mình nhân 2, mình sẽ thấy cái giá trị M đó đó nó sẽ đúng bằng M của chất chứa hai nhóm CHO. Chỗ đó là đáp án. Có một cái trường hợp đặc biệt không thấy, đó là nó đúng bằng 30 luôn. 30 là M lớn của HCHO, và nhớ HCHO là tương đương aldehyde hai chất. Như vậy thì trên tinh thần không phải thầy giải câu này, mà thầy tổng kết cái cách giải của cái loại câu này, chắc em đã rõ rồi. Còn bây giờ mình thực hiện nhanh cái tính toán trên cái câu này. Thầy mô tả trên tinh thần để nói cách giải, cho nên mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ thầy nghĩ không cần lắm, cho nên thầy sẽ nói nhanh nhanh một chút chỗ này. Cái chuyện mà tóm tắt cái chỗ này không có gì để nói. Như vậy thì muốn nhìn từ AD để cho em dẫn chứng cho em thấy có một nhóm CO, thì lúc đó cái M lớn của mình như thầy đã gợi ý, em lấy 2,9 em chia 1/2 mol bạc. Như vậy em bấm máy cái nó ra cái con số 29. Cái chỗ này mình biết nó kỳ, lý do một nó không phải chỗ AD, AD đâu phải 29. Và tới đây muốn tới đáp số rất là nhanh, mình nhân 2 là thấy. Nhưng mà có em nhìn khó khăn quá cho nên thầy nói đơn giản là chỗ này sai, cho nên thầy xét hai cái khả năng còn lại. Xét hai khả năng còn lại thì chỗ này là BC nó 1/4 mol bạc như nãy giờ em nói đó, em nghe thầy nói đó. Cho nên cái M lúc này nó sẽ là cái số 58. 58 em nhìn lại nó đúng cái chỗ này. Thầy vừa kết thúc nhanh cái bài tập này trên tinh thần như nãy giờ thầy đã nói. Còn bây giờ thầy sẽ mượn một cái câu nữa, thầy sẽ nhắc cho em một cái chỗ sau đây. Đó là cái ôn số 5. Cái ôn số 5 này em nhìn đề em biết thầy muốn nói gì rồi đó. Cái vấn đề này là thế này.
Người ta cho mình kim loại tác dụng với axit loại 1 sinh hydro với cái kiểu đề có ba cái đề lượng chính. Thứ nhất là lượng kim loại, thứ hai là lượng muối, thứ cuối cùng là lượng hydro. Luật ra đề là trên ba đề lượng này sẽ cho em thấy hai để thấy cái còn lại. Vậy thì cái câu này để thầy nhắc em ôn cái chỗ sau đây. Axit loại 1 thì thường mình sẽ gặp H2SO4 loãng, rồi mình sẽ gặp HCl là và sao chót, là người ta ghép hai cái đó lại luôn. Thế này nè em, ta chứng minh được dễ dàng em mà muối thì luôn luôn bằng cái khối lượng kim loại cộng cho cái khối lượng gốc axit. Cái khối lượng kim loại phản ứng luôn luôn có sẵn trên đề hoặc là yêu cầu tính, cho nên cái chỗ đó thì nghĩ nó dễ thấy lắm, khỏi phải nói. Còn riêng cái khối lượng gốc axit em phải ráng ghi nhớ thế này. Cái khối lượng gốc axit thì ta lấy cái m lớn gốc axit ta nhân cho cái mol gốc. Ví dụ như axit sulfuric thì có cái m lớn là sulfat là 96 á, còn cái mol sulfat ta chứng minh được nó đúng bằng mol hydro luôn. Cho nên ta có liền một cái công thức sau đây. Cái khối lượng muối luôn luôn bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng 96 lần mol hydro. Thì em phải nhớ luôn cái công thức tiếp theo, nếu sử dụng HCl là thì m muối sẽ bằng m kim loại cộng cho 71 lần mol hydro. Nếu như nội dung này mà là những ngày đầu tiên á, ví dụ đầu năm mà em học 12 á, thì có thể thầy nói xong em không biết thầy nói gì luôn. Còn ở thời điểm này thì thầy biết là nói như thế là quá đủ. Cho nên giả sử có em nghe hơi khó khăn thì em phấn đấu. Em hãy nghĩ cách để sao cho thấy những nội dung này. Chắc là dễ lắm. Tại HTV4 có chuẩn bị một cái chỗ để em tự xem lại. Đó là cái trang web gì htv4.com gì đó. Em biết cái trang đó mà, thì em hãy xem lại mấy cái nội dung bài, ví dụ bắt đầu từ ôn tập hè gì đó, bổ trợ 12 á, thì cái phần khuyết đó em sẽ thấy. Còn trên tinh thần thầy muốn nhắc em cái chỗ này. Sẵn đây thầy tổng kết luôn. Cái nhóm bài mà mình vừa mới nói là gặp HCl là gặp H24 có công thức rồi thế mà. Thì cuối cùng là tác giả ghép hai axit đó lại thành trên cùng một bài luôn. Tức là đặc điểm cho kim loại gặp một lúc hai axit HCl là H2SO4. Thì lúc đó yêu cầu đề sẽ tính, nếu cho lượng kim loại, lượng hydro thì sẽ tính màu muối là thường xuyên luôn nha. Thì lúc đó mình phải để ý một chút, tại có tới hai kiểu bài. Cái kiểu thứ nhất á, là axit nó hết, thì lúc đó cách tính thứ nhất á, em dùng bảo toàn khối lượng, tổng khối lượng bên trái bằng bên phải, thì tự nhiên em bật ra được cái khối lượng muối cần tính. Cái cách thứ hai tính nhanh hơn là cái khối lượng muối sẽ bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng cho khối lượng của hai cái gốc. HCl thì có gốc fluoro, H24 thì có gốc sulfat. Vậy hai cái khối lượng gốc đó ta tính nhanh lắm, lấy m lớn gốc nhân mol gốc. Mol gốc từ cái đầu đề cho thấy m lớn, tự biết sẽ tính rất nhanh. Em hãy xem cái nội dung mới nói trên cái câu cụ thể là đề thi cao đẳng 2008, cái câu mà cho cái 7,74 gam hỗn hợp magie nhôm á tác dụng với 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl1M H2O4 05M, cái thu được 7,84 lít hydro, 7, không phải 7,84 mà là 8,36 lít hydro. Thì gợi ý tới đó, cái em tìm thấy cái số liệu trên cái câu đó, em xem cách giải cái chỗ đó. Thầy nghĩ chắc là đề thi chưa tới cái chỗ mà axit còn dư. Nếu mà tới cái chỗ đó thì bài toán sẽ hấp dẫn hơn, mà muối sẽ chạy trong đó. Nếu được thì em cứ chuẩn bị thêm. Thì như vậy thầy vừa mới tổng kết xong cái kiểu đề đang nói, và còn lại một cái nhóm đề nữa. Thay cho cái axit loại 1 thì là axit loại 2, đó là H2O3 với H24 đạm. Như vậy thầy biết là em nghe đoạn này em hiểu, cho nên em nghe thầy nói nè. Nếu gặp kim loại tác dụng H2O3 hay H24 đạt sinh sản phẩm khử,
thì mình có công thức chung để tính khối lượng mối, cũng là bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng khối lượng gốc. Em à, khối lượng gốc nitrat cũng như khối lượng gốc sunfat có cùng công thức tính. Cụ thể, lấy m lớn gốc nhân mol gốc. Cái m lớn gốc nitrat là 62, cái m lớn gốc sunfat là 96. Cái quan trọng là cái mol gốc được tính như thế nào. Thầy biết em nghe đoạn này em hiểu luôn nè. Em à, cái mol gốc trong trường hợp này luôn luôn bằng 1 trên số điện tích của gốc nhân mol E nhẫn. Ví dụ NO3 trừ thì cái số điện tích là 1, còn SO42 trừ số điện tích là 2. Cho nên tóm lại, cái HNO3 thì ta có m muối bằng m kim loại phản ứng cộng 62 lần mol E nhẫn. Còn H24 thì m muối bằng m kim loại phản ứng cộng 96 xong nhân 1 phần 2 mol E nhẫn. Thầy biết, nói tới đó là em đã rõ. Cuối cùng, để ghép hai axit đó lại thành một thì ta cũng có công thức tương tự. Vậy là m muối sẽ bằng m kim loại phản ứng cộng cho hai cái gốc mới nói. Và đặc biệt hai cái gốc mới nói đó thì hãy giữ 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 y nguyên cái cách tính mới nói rồi đem xuống tổng nó lại. Do đây là những ngày cuối cùng trước thi cho nên ta rất yên tâm với cái nội dung mà thầy mới nói mà không cần thầy ghi. Thầy biết như thế là đủ. Như vậy thì thầy sẽ giải nhanh cái câu hỏi này, cũng giải trên tinh thần thấy công thức chứ không phải thấy chi tiết. Như vậy thế này, cái số bằng mấy nó không quan trọng nữa rồi. Cái đặc điểm đề mình tóm lại như thế này. Như vậy cái công thức mà được thấy nãy giờ thầy ghi lại cho em nhìn. Vậy thì cái mờ mối mình đem mấy con số đó cái mình ráp vô cái công thức này thôi. Lúc đó bấm máy nó bằng bao nhiêu cũng được. Và kết quả nó nằm ngay cái chỗ đó. Em thấy không, như vậy khi mà có sẵn công thức thì cái chuyện tính toán nó thật là đơn giản. Như vậy thì những gì thầy đã nói thì thầy đã nói cho em cũng khá nhiều. Cho nên thầy nghĩ là thầy sẽ gợi ý cho em những cái điều cuối cùng này. Em à, về kiến thức á, thì trước tiên em phải thật tự tin khi em đã chuẩn bị hết rồi mà. Do đó cái lúc mà vô phòng thi á, thì chút nữa thầy nói. Cho nên những cái còn lại cuối cùng này về nội dung của hóa thì chắc là mình không có dịp để ôn lại nữa rồi. Cho nên mình chuẩn bị những cái điều khác. Thứ nhất, cái buổi đi thi đó mà sức khỏe mình chưa có tốt á, thì thầy biết chắc chắn là cái khả năng làm bài của mình nó kém hiệu quả. Cho nên trước tiên thầy muốn nói với em cứ còn có vài ngày cuối cùng này mình tranh thủ mình học để cái ngày cuối cùng á, mình đừng có học nữa. Mình đặc biệt nếu như mà cái bữa đi thi mà bị thiếu ngủ á, thì chắc chắn mình làm bài không có hiệu quả. Cho nên theo thầy biết em phải cố gắng làm sao để cái bữa sau đi thi thì cái đêm hôm trước em phải ngủ cho nó thật tốt. Muốn vậy thì mình phải làm cho nó thiếu ngủ đi. Tại vì cái tâm lý nó quan trọng lắm. Tại ngày mai đi thi cho nên em có cố gắng ngủ nó cũng không có chịu ngủ được nữa. Do đó thôi thế này, em cứ cái bữa đêm trước em thức sớm một chút. Cả ngày đó em đừng có ngủ. Thì thầy biết chắc cái đêm này nè khoảng chừng 6-7 giờ tối là em thèm ngủ rồi, cứ yên tâm mà ngủ rồi nhờ người thân gọi dậy sớm một chút để đi thi. Cái hôm đi thi á, thầy biết ngoài đường á, xe nó đông lắm, mà nếu mà em đi trễ mặc dù là chưa có trễ lắm về mặt tâm lý em cũng căng thẳng lắm, nó ảnh hưởng xấu. Do đó thức sớm một chút, mình đi sớm một chút cho nó yên tâm. Thứ hai nữa em à, về nội dung á, thì thầy biết là em cũng cần chuẩn bị cái gì rồi, cho nên thầy chỉ nhắc lại mấy cái cuối cùng thôi. Em đừng có giấy bút gì nữa như hồi đầu giờ thầy nói, em cứ tự nghiệm lại trong đây nè, thiếu cái gì mình tranh thủ bổ sung cái đó. Tiếc ở chỗ là thầy không có còn gặp em được nhiều nữa, phải chi nhiều nhiều một chút nữa thì thầy nghĩ là lúc đó thầy gợi ý chắc em thi nó cũng dễ dàng hơn.
Thôi chắc là chương trình của mình sẽ tạm dừng ở đây. Cuối cùng thầy chúc cho các em gặp thật nhiều may mắn trong kỳ thi này. Xin thân ái chào tạm biệt các em.